tao à? Đấy, quần áo mày đây, đồ mày mang đi hết đi. Mày mang đi hết đi. Mày còn kêu bây giờ ở đây là hả? Mày cái loại mày này. Mày là xin này. Xin này. Xin này. Mày xin à? Vợ này đuổi sướng còn kịp đấy, đuổi cái loại vợ này. Mẹ mày làm sao thế mà? Mẹ là sao? còn đánh vợ con, bây giờ đuổi ra khỏi nhà không có chỗ ở nữa. Chỗ của chị khổ quá em ơi. Bây giờ tối rồi không biết hai mẹ con chị phải đi đâu đây. Không, nhà em cũng ở nhà một mình, em cũng có một cái lều kia, hay chị tối chị đi ở tạm đấy không, sáng mai chị đi đâu phải đi. Chị đi ở tạm nhà em nhé. Em cũng một mình ở nhà kia thôi. Tên em ở... Thế thì em cảm ơn chị. Chị ở nhờ nhá. Thank you.
khổ quá. Lấy vợ chồng ra trường. Mày nhà gặp được chị nha. Nhà chị ép nhá. Để chị không buộc con uống nước thì để em đi lấy quần áo.